Loài lá tốt như nhân sâm là kem chống nắng tự nhiên, có thể chống tia cực tím, kích thích sản sinh collagen. Nhiều người có lẽ chưa biết rằng loài rau này hay mọc hoang như là rau má, được mệnh danh rằng rất tốt ngang nhân sâm. Loại rau này có thể dùng để làm ăn sống, luộc chín, nấu canh hay nấu lấy nước đều rất tốt cho sức khỏe. Trong đông y, rau má cũng được coi là một vị thuốc. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, rau má vị đắng, hơi ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chống nhiễm trùng, chống độc và lợi tiểu. Có một lợi ích tuyệt vời hơn của rau má là nhiều người hay bỏ qua, đó là khả năng chống lại tia cực tím. Rau má có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và căng thẳng từ môi trường. Cụ thể là chúng có thể giúp tăng hoạt động chống oxy hóa trên da, từ đó bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và các tác nhân môi trường khác. Ngoài ra, rau má còn chứa nhiều hàm lượng lớn như saponin và các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chữa lành da. Nhờ đó có thể hỗ trợ tái tạo vùng da tổn thương do mụn, tránh tạo sẹo từ giai đoạn kết da non. Theo nghiên cứu, các chất chống oxy hóa tự nhiên, các hợp chất chống viêm và carbohydrate có thể làm cho loại rau này hiệu quả trong việc cải thiện độ ẩm cho da, mang lại tác dụng chống lão hóa. Collagen cần thiết cho da của bạn để giữ được độ săn chắc và duy trì độ đàn hồi. Một cách hiệu quả để đạt được điều này là sử dụng rau má. Loại rau này có tác dụng hỗ trợ sản xuất collagen, ngăn ngừa nếp nhăn, đổi màu và các dấu hiệu lão hóa khác. Đây là một số cách làm đẹp từ lá rau má. Các bạn có thể uống nước ép rau má. Sau khi rửa sạch, bạn cho vào máy sinh tố và kèm chút nước, xay nhuyễn hỗn hợp. Tiếp theo là dùng rây lọc vỏ bã rau má. Thứ hai là chúng ta đắp mặt nạ rau má. Rửa sạch rau má cho vào máy xay nhuyễn cùng với một ít nước, thêm mật ong hoặc sữa chua, trộn đều rồi đắp lên da mặt. Rửa mặt với nước rau má. Để chuẩn bị nước rau má rửa mặt, bạn cho rau má ra rửa sạch vào nồi nước và đun sôi. Sau đó bạn có thể để nguội và trữ vào chai để dùng dần. Mỗi buổi sáng bạn chỉ cần lấy một lượng ít lá nước ra vừa đủ để rửa và massage cho mặt. Chúng ta nên lưu ý khi đắp mặt nạ rau má, nhớ luôn thoa kem chống nắng để bảo vệ da trước các tác nhân gây thâm nám, mụn, khỏi bị ô nhiễm. Đây là một số món ăn và thức uống có tác dụng chữa bệnh từ rau má. Thứ nhất là nước giải khát, bổ dưỡng. Thứ hai là giải nhiệt, nóng sốt, kinh phong, lỡ ngứa, mụn nhọt. Chúng ta có thể dùng nước rau má uống và xoa đắp ngoài, chữa nóng ruột, đau bụng dưới, chán ăn. Dùng một nắm rau má đem đi sắc uống, chữa cảm sốt, khát nước, nhức đầu, da nóng, kém ăn, nổi mẩn ngứa. Dùng một nắm rau má cùng với một nắm rau sam và 30 gram sắn dây, đem đi giã, cho thêm nước sôi, chắc lấy nước uống hoặc sắc uống. Chảy máu chân răng, chảy máu cam, thổ huyết, niệu huyết. Lấy 30 gram rau má cùng với nhọ nồi, trắc vá diệp đi sau cháy, sắc làm thuốc uống. Trị ho, tiểu buốt, tiểu rắt. Lấy nấm rau má tươi, đem đi giã lấy dịch tươi uống hoặc sắc uống. Trị khí hư bạch đới, đau bụng kinh. Dùng rau má khô tán bột, uống 2 thìa cà phê vào một buổi sáng. Chúng ta nên lưu ý khi sử dụng rau má làm thức ăn và thuốc chữa bệnh. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên tránh ăn rau má bởi các chất trong rau này có thể dẫn đến khả năng sảy thai vô cùng nguy hiểm. Người tiểu đường không nên ăn nhiều rau má và tránh lạm dụng rau má vì có thể gây ra những tác hại khôn lường ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng ta ăn vừa phải các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.